sau 8 năm với nhiều vòng đàm phán, thứ Hai ngày 5 tháng 10 vừa qua, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đã đạt được thỏa thuận giữa 12 thành viên. Nếu như giới truyền thông và với các chuyên gia thì đây là một nỗ lực đầy tham vọng của Tổng thống Barack Obama, thì với Việt Nam, đây là một thời điểm lịch sử, đúng 20 năm kể từ năm 1995, quan hệ bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được thiết lập. Đặc biệt, hiệp định này là một cơ hội lớn cho các ngành hàng nội địa xuất khẩu đến các nước thuộc khối TPP mà Việt Nam là một trong 12 quốc gia thành viên. Những ngày vừa qua, có nhiều ý kiến cho rằng sẽ là hơi sớm nếu chúng ta nói về kết quả gia nhập TPP của Việt Nam. Thế nhưng với những doanh nghiệp có sản phẩm nội địa xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ hoặc 12 nước thành viên TPP, và nhất là những doanh nghiệp đó có chuẩn bị tốt, thì thỏa thuận lịch sử này là một cơ hội lớn cho phát triển kinh tế. Ngược lại, những doanh nghiệp cơ sở nhỏ nếu không có sự chuẩn bị kỹ thì sẽ có nguy cơ đóng cửa. Đây là nhận xét của ông Nguyễn Hữu Hoàng, một doanh nhân rất thành công về các sản phẩm đất sạch làm từ sơ dừa và hiện có nhiều sản phẩm cung cấp cho Walmart ở Hoa Kỳ. Chia sẻ chi tiết hơn thì ông đưa ra giải thích như sau. Bởi vì khi mà khi anh vào kinh doanh người ta, anh không chuẩn bị tốt thì mà lâu nay anh mua hàng anh lắp ráp cho của Trung Quốc, những cái nguyên liệu vật tư của Trung Quốc mà anh đem về anh làm thì chắc chắn rằng là anh sẽ không đi vào thị trường lớn được. Một số doanh nghiệp quốc doanh thì có khả năng rằng sẽ phải đóng cửa hoặc là họ phải tự thân mà sắp đặt lại, thì họ phải sắp đặt lại cái khách chơi của họ, vì lâu nay thì họ ỷ lại vào nhà nước, vốn của nhà nước, ông ỷ lại những cái sự bảo trợ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trong một lần trả lời phỏng vấn của Mạc Lâm Đài Á Châu Tự Do cũng nêu rõ quan điểm của ông rằng là TPP muốn là Việt Nam xuất khẩu hàng Việt Nam sản xuất chứ không phải là xuất khẩu hộ Trung Quốc. Vì vậy cho nên là Việt Nam đang cố gắng nâng cao cái hàm lượng nội địa, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài, và đấy là những các cái thách thức. Nhưng mà thách thức đó nếu được xử lý tốt thì có thể sẽ trở thành những các cái điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam. TPP là một sân chơi bình đẳng cho các quốc gia thành viên. Những sản phẩm làm ra nếu xuất khẩu vào thị trường của 12 nước thành viên thì phải đảm bảo tỷ trọng nguyên liệu cấu thành nên sản phẩm đó là bao nhiêu phần trăm nằm trong khối TPP. Theo lời của ông Hoàng, nếu không đạt được đúng tỷ trọng đó thì doanh nghiệp sẽ không được hưởng thuế suất là 0%. Trong một tài liệu về những điều căn bản của Hiệp định TPP có nhắc đến rằng với Hiệp định TPP, các công ty, tập đoàn, nước ngoài và quốc tế sẽ có khả năng mang chính phủ của các quốc gia thành viên ra tòa án đặc biệt của TPP khi mà quốc gia này đặt ra các luật lệ chính sách đi ngược lại với chỉ tiêu của TPP. Tòa án này có toàn quyền bắt chính phủ đền bù không những cho các thiệt hại đã xảy ra, mà còn cho những mất mát về cơ hội trong tương lai của các tập đoàn công nghiệp quốc tế. Giải thích chi tiết về điều này, ông Hoàng có đưa ra những nhận định của mình. Khi mà vào TPP thì một số doanh nghiệp tư nhân người ta nghĩ rằng là sân chơi nó sẽ bình đẳng hơn, bởi vì nó có cái công đoàn tự do, và cái công đoàn tự do đó thì rõ ràng là nó sẽ được cái tiếng nói họ của mạnh hơn, bởi vì dân họ có quyền lôi ông chính quyền ra tòa. Nếu như mà anh có một cái sự thiên vị. Theo sự giải thích này thì chúng ta có thể hiểu rằng các doanh nhân cũng như các ngành hàng sản xuất của Việt Nam sẽ được luật chơi quốc tế bảo vệ mạnh mẽ. Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi cho kinh tế, thị trường Việt Nam cũng không tránh được những khó khăn sẽ xảy ra mà theo ông Hoàng dẫn dụ về ngành nông sản như sau. Hiện nay có một số cái ngành hàng, chẳng hạn như về nông sản, về chăn nuôi. Chẳng hạn như con gà hiện nay, nếu như mà Mỹ hiện nay trứng gà Mỹ và thịt gà của Mỹ rất là rẻ, chứ lại chỗ bên chỗ Mexico,
Và một số nước hiện nay phát triển thì cái thực phẩm và thực phẩm nó rất rẻ, chẳng hạn như thịt gà mà ở bên Mỹ hiện nay đang rẻ hơn Việt Nam. Và hiện nay thì ở bên Mỹ đang bán thì Việt Nam với một cái gà đông lạnh có khoảng có những lúc 20.000, trong siêu thị 25.000, 30.000 là một ký luôn. Trong khi đó ở Việt Nam mình thì giá gà hiện nay là gà đông lạnh nó là 50.000, còn gà ta của mình là 100.000, hơn 100.000. Theo một nguồn tin trích dẫn từ báo mạng VN Express trong nước vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ lên tiếng rằng gà Mỹ nhập vào Việt Nam với giá 19.000 đồng một ký và bán ra thị trường Thành phố Hồ Chí Minh với giá là 23.000 đồng một ký, rẻ bằng một nửa giá gà trong nước. Một trong những điều mà chính phủ Việt Nam phải đáp ứng trong Hiệp định TPP đó là không độc quyền để lãnh đạo công đoàn nữa. Chúng ta biết rằng tổ chức công đoàn lâu nay là do Đảng Cộng sản quản lý. Như thế thì vấn đề đặt ra có phải là nhà nước Việt Nam đã sẵn sàng cho một sự cải tổ hay chưa? Hay nói một cách khác là chính phủ Việt Nam đang đứng trước một thách thức lớn về bộ máy lãnh đạo. Đặt vấn đề này với ông Hoàng thì ông có ý kiến rằng? Mà nên nhớ rằng trong chính quyền điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam là giai cấp công nông là giai cấp mà tên tiên thông. Trong khi đó bây giờ hiện nay giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị một cái tập đoàn gọi là một cái nhiều nước tư bản đang kiểm soát nó, thì đó là một trong những cái mà nếu như không có lợi thì chắc chắn rằng chính phủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam hiện nay không thể nào họ đeo đuổi để họ đạt cho được. Mặc dù họ biết họ đạt được cái đó, họ phải đánh đổi cái này, đánh đổi cái sự mà đe dọa cái quyền lực của họ là phải xong, phải đạt được cái này là bên đó. Là nó thay đổi. Mà một điều nữa là hiện nay nếu như không vào TPP thì như vậy là không cách nào để thoát Trung Quốc được. Chính phủ Việt Nam đang rất muốn thoát Trung Quốc, nhưng thoát bằng cách nào? Khi đề cập đến vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong một cuộc trò chuyện với Nguyên Lam của đài Á Châu Tự Do có nói rằng một cái thí dụ thiết thực là trong cái hệ thống TPP, Việt Nam từ nay đã sẽ có hậu phương lớn của 11 nước, kể từ bông vải qua dệt sợi mà tiến vào thị trường áo quần may mặc, hoặc là từ các cái phụ kiện điện tử mà tiến đến trình độ chế biến cao hơn, có giá trị hơn. Với một hậu phương mới đó thì kinh tế Việt Nam sẽ bớt lệ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên vật liệu của Trung Quốc, nhưng khó bị Bắc Kinh khuynh đảo. Và các thị trường quốc tế đó đều đánh giá rằng từ hệ thống TPP đó, Việt Nam sẽ có lợi nhất và Trung Quốc là bị thiệt hại nhất. Thì Việt Nam phải mau chóng cải sửa để biến cái dự phóng ấy trở thành hiện thực. Mà lãnh đạo mà không dám hoặc là không muốn thì người dân phải làm. Vì đấy mới là cái tương lai xứng đáng của mình, thưa cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.